Và có map display là 07 nha các bạn. Trong đồ này chúng ta sẽ cho đám dinosaurus xuống ăn mấy con chicken ở tay nè. 3, 2, 1 go. Xem ai là người đến đầu tiên và ăn những chú gà thích ngay những đầu. Tốc độ của Big là 30 km/h. Raito đang bám theo cũng tốc độ đó luôn, đang bị cản lại và thủy ho bốn hai búa. Qua được không? Qua được rồi. Direct Superman cũng đang lên vị trí 4. Chỉ dẫn đầu bây giờ là Allosaurus Upton. Sau đó ở đây No Nightshot đang vị trí thứ 2. Đến bãi buffet, ăn buffet rồi các bạn. Bắt đầu ăn buffet gà nha. Hello Seros đứng vị trí thứ nhất. Quá giờ thịt gà luôn. Ai là người ăn hết đầu tiên? Hết rồi, winner. Cũng có Dino nè, Allosaurus nè, con khủng long gì nữa. Dino này chết, chưa kịp xuống là gục ngã rồi. Direct bị bỏ đói luôn. Rồi ra chưa chưa hết, chậm quá, không có đồ ăn luôn. Còn con Hippo cười khỏi ăn nha mày. Rồi bye bye.